Xin chào quý chị, bà con cô bác đã quay trở lại với kênh Ăn Lúa Miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt trên nóc nhà của một tòa nhà cao tầng khoảng 4 lầu các bạn. Vậy thì hôm nay mời cả nhà cùng mình tìm hiểu một cái nghề có thể là kiếm nhiều triệu mỗi ngày các bạn. Thì cái nghề này được gọi là cái nghề sơn nước nha các bạn. Thì có nhiều bạn nghĩ các bạn cái nghề sơn nước là một cái công việc cũng rất bình thường các bạn. Nếu như nguy hiểm thì đã không ai làm. Thế nhưng gian nan, vất vả, nguy hiểm, đó là ba từ người ta thường hay nghĩ ngay đến khi nhắc về cái nghề thợ sơn nước. Thì cái ngày nắng cũng như những cái ngày mưa, với những cái bộ đồ đầy bụi bặm và những cái vết sơn đu đưa giữa những cái tòa nhà chọc trời, các anh được ví như những người chơi hay là những anh chàng đặc công được treo lơ lửng trên những cái tòa nhà các bạn. Thì cái công việc đòi hỏi phải có sức khỏe và sự dẻo dai, với những cái kinh nghiệm làm việc rất lâu năm đó, thì vẫn biết cái ngày nào cũng có những cái nỗi khổ riêng, nhưng nghề thợ sơn luôn phải chịu đựng những cái nỗi lòng mà ai biết. Thì mời cả nhà cùng mình tìm hiểu cái nghề thợ sơn này như thế nào nha các bạn. Hay là gồm hai sợi hả anh ta? À, cái này hai sợi, nhưng mà mình đi người có một sợi à? Ủa, đi thả là thả một sợi, hôm nay em thấy anh kia thả hai sợi mà. Hai sợi là tại vì dây. À. Nói chung là tính tiền, người nào mà sợ thì 2 giây, còn người nào mà giãn thì 1 giây. 1 giây ha. Và anh 1 giây. Mình với anh Thắng 1 giây. Anh Thắng ha. Anh kia anh cũng đi 1 giây mà anh thả cái gì. Lấy theo đó, nãy giờ anh cũng đi 1 giây. Chung là anh Tâm đang dạy cho anh Thắng cách để mà mình đi dây các bạn. Anh Thắng cũng làm lâu rồi. Anh đang hướng dẫn cho anh Thắng cách đi dây như thế nào để mà sấy. Leo xuống được là phải leo lên được phải không? Nhưng mà trong lúc này thôi chứ còn mình chuột xuống leo lên. Đúng rồi. Rồi mấy người mà có nghề leo mới được chứ leo xuống leo lên nó mới được chứ mấy người mà quá gì hơi khó à. Đây lần đầu tiên của anh Thắng làm chuyện ấy. Nên anh Tâm đang hướng dẫn anh Thắng. Nói chung công việc này nó cũng rồi ok, anh cứ đẩy cọng dây này. Đó đẩy lên là nó đi xuống. Anh về tới anh đó hả? Giờ bắt đầu lắp dây phải không? Quấn vậy là cái nào cứng sủi không ra bỏ lại anh. Nó có là một cái sủi cái bung bung trước đi. Chuột nữa cái máy kia lấy cái nào cứng nữa anh lấy máy mài. Là anh đi được là em lấy máy mài đó. Tại em chỉ anh em không có lấy dây luôn. Đó giờ thấy nhiều người ta cũng hướng dẫn cách làm dây này mà đó giờ chưa có hiện thực quá. À cũng dễ thôi. Cái miếng dán đứng nhẹ không anh Tâm? Nhẹ. Nói chung miếng dán thông thường của mình rửa miếng gỗ cho tốt. À. Rồi cái mình khoan 4 lỗ. Nó bền nó chắc được rồi ha. Quan trọng là cái mưa nó đừng có bị mục á. À. Còn như dán ép đỏ cũng được nữa nhưng mà nó gặp mưa nó chưa được. Nhanh dữ ghê quá. Nói chung cái người nào làm nghề này quen mới được chứ. Tại không phải là cái tầm như đương thần á, là một người tự nhiên vô biết làm á. Mà vô cái làm cho ra dây được phải là phụ là vô cái xã xong rồi mới cho leo vàng. Tầm vàng 1, vàng 2, vàng 3 lên vàng 5, vàng 6 là lúc đó sẽ dạng rồi biết thao tác là từ độ cao thấp tới độ cao cao ha.
là lúc đó là tinh thần vững hết rồi, mới tập ra ngoài dây này. Dạ. Một người thợ phải biết chét đồ đâu đó hết rồi mới cho ra dây được. Chung là thấy anh Tâm làm rất thuần thục các bạn, nghề nghiệp kinh nghiệm lâu năm mới làm được. Thì như các bạn đã biết, cái công việc của người thợ sơn các bạn, khi trước khi sơn là mình phải che phủ nha các bạn. Thì anh Tâm đi tiếng đang tiến hành căng bạc và nối những cái tấm lưới lại với nhau, để mà khi chảy tường các bạn thì bụi nó bay xuống, nó sẽ không sang các nhà lân cận, người ta không có ảnh hưởng đến người ta ha. Thì hôm nay cái bức tường cần xử lý này nó khoảng chừng 25-30 mét gì các bạn, thì cái độ cao cũng nói chung là cũng tương đối nha các bạn. Thì theo anh Tâm với anh Tiến chia sẻ thì hai anh là những người có kinh nghiệm lâu năm, khoảng mười mấy chục năm các bạn. Thì công việc của anh thường làm ở thành phố Hồ Chí Minh, luôn đối diện với những cái tòa nhà cao khoảng 50 tầng các bạn. Thì cái công trình hôm nay các bạn, thì cái mí tường nó cao gần 30 mét nha các bạn. Thì mình có thể bắt dàn cháo hay là mình đu dây các bạn. Thì do cái mí tường á nó sát với đường dây cao thế các bạn, nên không thể bắt dàn cháo được, sợ mất điện, nên anh sẽ đu dây để mà xử lý những cái bức tường bị bong tróc ở bên đây các bạn. Hiện tại anh Tâm với anh Tiến đang tiến hành thả dây để nối những cái tấm lưới, và sau khi nối xong thì mình sẽ tiến hành sảy sảy cho những cái mảng B nó cũ các bạn, thì nó tróc bong tróc ra, và tiến hành xử lý lại cho nó chống thấm nha các bạn. Hiện tại anh Tiến đang xuống và anh Tâm cũng đang xuống rồi các bạn. Hạ cánh an toàn. Sẽ coi anh nói dây nè, để mình thả dây xuống nha. Nên mình tắt dây lại ha. Quấn dây lại. Sọt chưa? Anh làm ngày lâu chưa? 15 năm rồi. Lúc này thất nghiệp quá. À, anh lúc trước anh cũng lãnh thầu ha. Bây giờ là anh Tâm lãnh. Thất nghiệp phụ về làm công lại. À. Ngày này nó nói chung cũng hơi vất vả ha. Cái nắng làm phải trời nắng mới được phải không? Ra ngoài trời cái nắng. Nhìn thấy cao quá các bạn. Đây là cái dán để mình thả dây, chuẩn bị thả. Giờ anh mới bắt dây. Mình làm nghề sơn nước này bao lâu rồi anh Tâm? Năm 23 tuổi. 23 tuổi hả? Là mấy năm rồi? Là năm nay là 38 đúng không? À. Là 15 năm rồi. Ồ, dữ vậy hả? Đó giờ chắc làm nhiều công trình lắm không? Nhiều lắm ạ. Ở Sài Gòn. Có đi Sài Gòn là miền Tây mình nhiều phải không? Không, hồi trước là Sài Gòn. Giờ là về miền Tây. Tây mới có 8 năm nay à. Có làm ở miền Trung, miền Bắc gì chưa? Chưa, có chỉ là từ Tây Ninh đến Bình Dương. Làm ở khu vực bên ngoài đây nhiều ha. Giờ cái công việc của hôm nay là anh sẽ đi thả dây, làm sảy những cái nhát tường ở bên đây nè các bạn. Tường rất cao, nhưng mà xuống tường trên là rất cao nha. Vậy cái giấy tường này chắc dài cũng có mười mấy mét à anh? Ở dưới hả? Đây dài đây ra trước á. Có 20 mét. Còn độ cao này thì chắc cũng mấy chục à. Giờ anh bắt đầu anh thả dây xuống. Thank you.
bùng cái sủi không bùng đâu sủi hết rồi. Sủi hết không anh Tâm? Đó. Sủi hết luôn. Nó cứng chừa lại đi, chừng nữa em lấy máy mình mài nữa. Khúc này là khúc cứng nè. Rồi. Đây là bây giờ mình sủi bây giờ thôi. Sủi khúc bùng là mình sủi hết. Cái này mình sủi hết luôn nhưng mà để mài rồi mình mới sủi lại. Bây giờ tạm thời thì mình sủi mấy cái bông bông trước đi. Cái công việc mình chính hôm nay là làm gì anh Tâm? Hôm nay thì sủi vách này. À, rồi cái mình để hoàn thành hết bức tường này thì mình làm gồm nhiều công đoạn hay gì? Mấy lăn chống thấm lên. Sủi xong rồi lăn chống thấm. Xong rồi mới chép lại. Chép lại làm mới hoàn thành hết cái bức tường ha. Chép lại giống như thế sao. À. Đây các bạn. Đây thả dây. Thì cái đội sơn nước của anh Tâm có khoảng 7 đến 8 người nhưng mà thì những người có kinh nghiệm dày dặn và lâu năm sẽ tiến hành làm những công việc khó khăn như ngoài như là đu dây nè, chạy những bức tường cao như thế này. Đó, hiện tại thì anh Tiến và anh Thắng với anh Tâm đang tiến hành thả dây xuống để mà xảy những cái mỏng mảnh mà đê bị bong tróc do thấm nước các bạn. Thì cái bức tường này mình sẽ xử lý lại nha các bạn. Trước tiên là mình sẽ căng bạt để che phủ nè, sau đó mình sẽ tiến hành sảy đó. Sau khi sảy xong thì mình có mang theo những cái máy các bạn, cái máy để đánh những cái mảng bê tông này đó. Nếu mà cái nào mà không sảy không ra thì anh Tâm sẽ tiến hành dùng máy để mà chà vô đánh vô làm cho nó bong chốc những cái mảnh bê tông, những cái mảnh bê cũ nha. Đây các bạn, ở bên dưới thì mấy anh em đang tiến hành sơn bê ở dưới ha. Còn ở bên trên thì anh Tâm đang tiến hành dùng máy mà để mà mình đánh những cái mảng mà bê mà không tẩy được bằng dao các bạn. Khi mà sử dụng máy để đánh như thế này ha. Thì rồi, như các bạn đã thấy thì hiện tại anh Tâm vừa thả dây xuống, vừa dùng máy đánh những cái mảng bê tông. Đó, thì trên người anh Tâm có mang đầy đủ những cái dụng cụ để mà mình đầy đủ cho những cái chuyến mà khi mà thả dây xuống nha. Thì như là máy đánh nè, rồi dao sảy tường. Đó, thì những cái lưỡi dao này sau khi mà đánh sảy không ra thì mình sẽ tiến hành thay lưỡi dao mới để mà đẩy cho nó nhanh hơn nha các bạn. Rồi, ok, sau khi hoàn thành cái bước mà sảy các bạn, sảy và đánh máy cho nó sạch sẽ cái lớp mảnh tường các bạn, thì cái công việc tiếp theo là anh Tâm sẽ tiến hành, mình sẽ phủ lên một cái lớp sơn chống thấm các bạn, để mà nước mưa nó không thấm vào bên trong. Đó, sau khi phủ xong thì mình sẽ tiến hành đục những cái mảnh tường á, mảnh bê tông á, nó bị nứt hay là bị thấm nước á, mình sẽ đục bỏ, xong đó mình tét xi măng vào. Đó, xong đó mình phủ lên mà một cái lớp bê nữa các bạn. Rồi, sau khi phủ xong thì mình sẽ tiến hành chà như thế này các bạn. Thì đây là bức tường ở kế bên, ở phía sau. Đó, đã hoàn thành nhiều công đoạn, tại vì do hoàn thành một bức tường thì mình cần phải vượt qua nhiều công đoạn các bạn. Thì cái công đoạn này là mình sẽ chà và nhám các bạn bằng cần máy. Do ở trên độ cao á nên mình sử dụng máy là nó sẽ nhanh hơn các bạn. Thì cái máy này rất tiện lợi, cái máy này là máy chà nhám tường các bạn. Thì nó vừa chà mà vừa hút được những cái bụi bê vô trong máy luôn nha. Nó như một cái máy hút bụi vậy đó. Thì cái mảnh tường bên đây, cái công đoạn này nó cũng nói chung cũng gần hoàn thành các bạn. Thì chỉ cần mình đánh giấy nhám, giấy nhám như thế này thì cái bước còn lại là mình sẽ tiến hành mình sơn nước lên nữa là xong, hoàn thành một cái bức tường nha các bạn. Rồi thì cái nói chung là để mà hoàn thành một cái công trình như thế này thì mất thời gian là khoảng ít nhất cũng khoảng vài tháng hoặc là cả tháng trời nha các bạn. Thì do thời gian video mình có hạn nên mình xin phép dừng video ở đây. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video. Nếu các bạn thấy thích video hãy like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.